Xin chào các bạn, lại là Tiến đây, và đến với video kỳ này thì Tiến sẽ ngồi đây chia sẻ với các bạn về top 3 sản phẩm mà Tiến đã bán chạy nhất trên nền tảng TikTok Shop vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Và ba sản phẩm đó đều là ba chai dung dịch dưỡng da đến từ những hàng Roto trên nền tảng TikTok Shop. Lần lượt là Hadalabo Premium Lotion, Melano CC và cuối cùng là Hadalabo N Care Calming Lotion nha các bạn. Đầu tiên phải nói đến đó chính là chai Hadalabo Premium của nhà Roto nha các bạn. Chai này là một trong những sản phẩm best seller của nhà Roto cũng như là hiện tại đang cháy hàng luôn và chưa biết bao giờ thì nó restock lại. Nhưng mà cái thời điểm mà Tiến bán được cái chai này á, là nó rơi vô cái khoảng thời điểm là nhãn hàng đang tung ra một cái chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt luôn, đó là mua một tặng một và giữ nguyên giá của cái chai chỉ có tầm đâu đó đầu ba thôi. Và với cái sản phẩm này thì bên trong sản phẩm nó có chứa tận 7 loại HA cũng như thêm một cái thành phần gọi là tảo Sakuran của Nhật. Thì với cái tảo này nó ngậm nước rất nhiều lần với Sakuran giúp cấp ẩm sâu đa tầng cho da của mình. Và đây là một sản phẩm không chỉ phù hợp cho da biệt, rất phù hợp dành cho những bạn nào mà da khô nha các bạn. Và đây là cái điểm nổi bật của sản phẩm, nếu như mà đem đi so với những cái chai serum cấp ẩm HA khác của những cái nhãn hàng khác, các bạn sẽ thấy cái phần tinh chất của nó rất đặc luôn này. Rất đặc. Còn mặc dù nó chỉ là lotion thôi nhưng mà cái phần dưỡng chất của cái chai này nó tựa như là phần tinh chất luôn và nó rất là đặc luôn. Và khi sử dụng cho những cái làn da mà da khô hoặc thậm chí là da rất khô, sử dụng sản phẩm này lên rất thích luôn. Và sản phẩm tiếp theo đó là chai Melano CC của nhà Roto. Với chai Melano CC của nhà Roto thì bên trong sản phẩm có chứa thành phần dưỡng xúc, một cái dưỡng xúc vitamin C ổn định ở dưới tác động của ánh sáng, thì cứ yên tâm là nó sẽ không bị hạn chế cái tình trạng bị oxy hóa, rất là ổn áp. Cũng như là trong bảy thành phần nó bổ sung thêm một cái thành phần gọi là thành phần từ rễ cây cam thảo. Bình thường mình sẽ đọc cái tên khoa học của nó nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ nói nó tên là rễ cây cam thảo để cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận hơn với cái sản phẩm này. Thì rễ cam thảo nó cũng có một cái công dụng là nó giúp làm dịu da cho tụi mình, rất ổn áp. Khi mà có sản phẩm, có hai sản phẩm thành phần này thì chắc chắn là nó có một cái công dụng chính, đó chính là làm sáng da cho các bạn. Ngoài ra khi mà sử dụng sản phẩm này một thời gian thì các bạn sẽ thấy là da không chỉ sáng lên mà còn có thể là sau một thời gian nó còn giúp da mình nâng tông lên sau một thời gian nha. Nhờ có thêm cái rễ cam thảo mà khi sử dụng vitamin C nó cũng giảm đi cái tình trạng dị ứng đến từ vitamin C nha các bạn. Nếu mà bạn nào nhiễm vitamin C, các bạn sử dụng sản phẩm này các bạn thấy da các bạn vừa sáng lên nhưng mà tình trạng dị ứng bởi vitamin C sẽ rất hạn chế. Cũng như là đây là một cái sản phẩm không chỉ là dành phù hợp cho da thường, da khô, mà sản phẩm này thậm chí là với da nhạy cảm hoặc là da mụn sử dụng sản phẩm này vẫn rất hạn. Đầu năm 2024 thì sản phẩm này vẫn còn đang được một cái chương trình khuyến mãi, đó là khi mà các bạn mua một sản phẩm Melano CC cùng loại của cái chai Melano CC lotion này thì các bạn sẽ được tặng nguyên một chai full size Melano CC, kiểu giống như là đẩy hàng vậy đó, nhưng mà hoàn toàn là đắt rất xa nha các bạn, hoàn toàn đắt rất xa luôn. Cũng như là có những cái khoảng thời gian mà các bạn có thể là các bạn mua chai Melano CC này và các bạn còn được tặng hẳn nguyên một chai y chang cùng loại luôn. Thì ở trong cái phần giỏ hàng thì Tiến đã ghim sẵn những cái sản phẩm nào mà còn được tặng hay là còn được khuyến mãi hay là có những cái phần quà tặng, thì các bạn có thể search và các bạn kiểm tra cái phần giỏ hàng coi, nếu như mà các bạn thấy ưng ý thì các bạn nhanh chóng chốt đơn đi, tại vì sau cái chương trình, những cái chương trình khuyến mãi của nhà Roto thì chắc chắn là những cái phần quà như là mua một tặng một cùng loại hay là mua một cái sản phẩm của Melano CC tặng một cái chai full size của Melano CC lotion có thể là nó sẽ hết hàng, điển hình như là chai Hadalabo Premium mà Tiến nói là mua một tặng một đó, bây giờ là cháy hàng hoàn toàn nha các bạn. Và cuối cùng là nhân vật cuối cùng ngày hôm nay, đó chính là em Hadalabo N Care Calming Lotion. Thì Tiến tạm thời Tiến không có hàng mẫu nên Tiến chỉ có thể show hình ngay đây, đây cái chai nó màu xanh ở đây. Và chắc chắn là khi nhắc đến Hadalabo là biết liền là trong bảng thành phần phải có thành phần cấp ẩm là HA, ngoài ra có thêm thành phần tranexamic acid 0,5%. Nó khi mà có thêm cái thành phần này nó không có chỉ là các công dụng mà làm trắng không, mà tranexamic acid thì nó cũng có một cái công dụng khác là kháng viêm và làm cho da mình được khỏe hơn. Đặc biệt là trong bảng thành phần còn bổ sung thêm những cái thành phần từ thiên nhiên giống như gọi là cúc lâm mã, hạt ý nhĩ hay là rau diếp cá, thì những thành phần này cũng giúp kháng viêm, làm cho cái tình trạng mụn giảm sau 7 ngày. Và đây là một trong những cái cam kết đến từ nhà Hadalabo như các bạn, có nghĩa là nó giảm cái tình trạng mụn viêm cũng như là giảm sưng tấy sau 7 ngày khi mà các bạn sử dụng. Và với cái chai này thì hiện tại cũng đang có được một cái chương trình khuyến mãi rất ổn áp, đó là khi mà các bạn mua một chai như vậy thì các bạn cũng được tặng thêm một cái túi xinh xắn giống như là một cái túi hình con Disney, thì Tiến sẽ show hình ở bên đây. Thì khi mà các bạn mua tranh thủ thì các bạn ơi, thì nếu như mà các bạn có quan tâm về những cái vấn đề làn da của mình thì các bạn hãy tranh thủ sợ xem những cái sản phẩm ở dưới đây mà Tiến đang có ghim ở dưới giỏ hàng và được liên kết trực tiếp với nhãn hàng Roto. Rồi khúc này nè, sẽ có nhiều bạn hỏi nè, tại sao mà cái chai Hadalabo Premium lại bán cháy hàng như vậy?
tại vì nó rất 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 tốt trong cái việc cấp ẩm da. Nhưng mà các bạn biết tại sao mình thêm một cái nó tốt hay không? Vậy tại vì HA thực tế là nó có một cái công dụng giúp hỗ trợ cái việc là ngăn ngừa lão hóa và làm chậm quá trình lão hóa. Và HA cũng là một trong những cái thành phần chính của cơ thể mình có thể tự sản xuất, nhưng mà qua thời gian nó như là collagen vậy đó, nó sẽ giảm dần theo thời gian. Và vì như vậy nên bắt đầu tới một cái độ tuổi nào đó thì ngoài việc là bổ sung collagen thì chúng ta cũng nên bổ sung HA bằng đường uống cũng như là đường vô nha các bạn. Và với cái sản phẩm mà có chứa tới 7 loại HA thì nó quá tuyệt vời trong cái việc cấp ẩm cũng như nâng đỡ cấu trúc ở dưới da của mình và giúp da của mình luôn căng mướt trong suốt cả ngày khi mà sử dụng cái sản phẩm HA Labo. Hiện tại thì nó đang hết hàng, và nếu bạn nào có nhu cầu tìm những cái sản phẩm cùng loại thì các bạn có thể vào trong phần đường link mà Tiến đã để ở dưới đây, những cái đường link mà Tiến đã ghi ở dưới đây, để các bạn có thể nhanh chóng tìm một cái sản phẩm tương tự và cũng như nhanh chóng chốt đơn nha các bạn. Và cuối cùng là cảm ơn các bạn nào mà đã từng mua những cái sản phẩm của nhà HA Labo trên cái nền tảng TikTok Shop mà Tiến đã liên kết cùng với nhà bán hàng. Rất biết ơn mọi người rất nhiều, vì trong nhờ mọi người mà trong khoảng thời gian qua mà Tiến đã bán thêm được rất nhiều sản phẩm HA Labo trên nền tảng TikTok Shop mà không phải thông qua trực tiếp từ nhà bán hàng. Đây là một trong những cái điều mà giúp Tiến động viên cho Tiến và cũng như là giúp cho Tiến có thêm cái động lực để có thể tiếp tục những cái phiên live của nhà HA Labo, cũng như là có thể ngồi làm tiếp những cái video để giúp chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.